Em Thảo xin kính chào tất cả các anh chị. Ngày hôm nay nhà vườn em xin giới thiệu đến cả nhà mình cây tùng tuyết mai, ở miền Nam gọi là nhất chi mai. Cây này được mệnh danh là nhất đại danh hoa. Đây là cái cây tùng lá kim nằm trong bộ tứ tùng cúc trúc mai. Đây là một trong những cái cây thuộc dòng họ cây thông, nên là sức chịu đựng nắng, chịu nhiệt của cây nó phù hợp với khí hậu ba miền. Và hiện tại thì cây này có đang có hoa, các bác có thể nhìn thấy trên một cái bông hoa của nó có 3 màu, gồm có trắng, đỏ và hồng. Ngoài vẻ đẹp xinh xắn của nó thì chúng ta còn biết đến tác dụng kỳ diệu của cây, đó là tác dụng đuổi muỗi. Có mùi hương của tinh dầu tràm ở trên bông và trên lá, mùi hương rất là thơm. Và cây hiện tại nhà vườn em sẽ rơi vào khoảng từ 50 cho đến 60 cm. Cây rất là đẹp, bao chuẩn về giống cho các anh chị. Và nhà vườn em có ship hàng toàn quốc, anh chị em được kiểm tra hàng trước khi nhận. Và cây nhà vườn em giao cho các bác là cây đang có nụ để chúng ta về chơi hoa Tết nhé. Đó, hiện tại thì nhà vườn em đang bán tri ân cho các bác với giá 150.000 một chậu. Các bác mua cho em Thảo từ 2 chậu thì em sẽ miễn phí ship cho các bác luôn. Đó, các bác yêu mến thì chúng ta gọi điện trực tiếp cho em là 0965 495087 hoặc 0848 626 228. Và cây nhà vườn em giao các bác để ý cho em là cây đang có nụ nha các bác nhé. Còn cây em Thảo đang quay thì đang có hoa để cho các bác có thể ngắm được là cái vẻ đẹp của cây hoa của nó như thế nào. Đó, em xin cảm ơn cả nhà mình đã luôn luôn ủng hộ nhà vườn em. Em xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.